chưa? Loa 5 triệu mà các bác thấy lực đánh của nó khiếp không? Tơi bời luôn. Cặp này cái phòng em là hát thoải mái luôn, khỏi cần sub. Tại vì sao? Một loa nó tới 160W nha các bác, hai lỗ thông hơi để tăng cường âm bass, và một loa chép dom kiểu như là loa kèn đi tới 4 hướng nha, nên cặp loa này nó để được 4 hướng luôn. Để nằm, để đứng gì cũng đều được hết, treo nằm treo đứng đều tốt hết, đều có ốc hết nha các bác. Đấy, nó đều có ốc 4 cạnh hết nha. Bên đây treo nằm treo đứng để thoải mái hết. Các bác có lấy thì nhanh tay, chỉ có 5 triệu thôi. Cặp loa nhập xịn của Ramsa.